nào cái từ này thì ngày xưa là thầy thấy là khó gần chết từ ask là vì sao thì thầy bảo là thầy hay phát âm là at bạn nào mà cũng phát âm như vậy bấm số 2 cho thầy ra thì uh, sau đó thì bằng một cách nào đó thì uh, uh, khi mà được người khác uh, hướng dẫn thì thầy không có nghe tức là nghe nhưng mà trong đầu mình luôn luôn là um, ám ảnh trong đầu mình là ủa cái từ này khó lắm tiếng anh khó lắm mà hình như tôi phát âm là at là được rồi cái Cửa tiếng anh bồi là, thế được rồi Ui, giời, nói thế người ta nghe được là được nhưng thực ra người ta có nghe được không theo các bạn cái từ ask ban đầu là at người ta có hiểu là, là từ hỏi không có không có không muốn không nào từ nó là ask thì đọc là at thì đấy ngày xưa là thầy như vậy nhưng sau đó thì có người chỉ cho thầy thì thầy luôn luôn có một cái câu mà khiến cho người ta không bao giờ muốn dạy thầy thêm một lần nào nữa đó chính là thầy bảo oh, khó lắm em không làm được đâu nên khó lắm Thế bạn mình nhớ là cô giáo mới bảo là không không, không. em ơi đầu tiên em phát âm là có âm đuôi cho cô đã thầy bảo ơi cô ơi chả âm đuôi gì. em rốt tiếng anh lắm em chỉ nhớ kém lắm mà miệng lưỡi em thế nào em em chán lắm em, em, em. Thế mở mắt ra thì không thấy cô giáo đâu nữa rồi các bạn hiểu ý thầy bấm hiểu nào chán đời sau này thì thầy vẫn cứ giữ tư duy như vậy và vẫn học tiếng anh các bạn nhé nói thì nói là khó lắm em chỉ nhớ kém lắm em thế này em thế kia nhưng mà vẫn thích học tiếng Anh thì vẫn cứ học cứ tiếng Anh bồi thì xong lại biết tí nhưng mà chả nói được chả nghe được tự nói tự nghe thấy tẩm quá xong bỏ bỏ thế là xong thì đấy cơ duyên là sau khi học được uh, với những câu chuyện tức là có những cái từ mà thầy tập mãi nó rất dễ ví dụ từ nice ngày xưa cứ phát âm nice suốt thì vì nghe câu chuyện đầu tiên thầy phát âm là gì thầy vẫn phát âm nice bảy hôm sau thầy vẫn phát âm nice nhưng vì chỉ học một câu chuyện đấy mà người ta cứ phát âm là nice thì mình khó chịu á thêm một lần là mình thử phát âm là nice ok luôn thì quay trở lại thì sau đó thì thầy phát hiện ra tất cả các từ khác mình đều phát âm được Đầu tiên phát âm thì luôn 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 ngượng vì đây là ngôn ngữ mới Nhưng mà cái ngượng đấy là cái bình thường mà chúng ta phải chấp nhận Vì tiếng Việt ngày xưa lúc mà chúng ta mới nói cái hồi trẻ con đó, nó ngọng líu ngọng lô Bạn lớn rồi mà bạn nói nó vẫn ngọng líu ngọng lô nếu mà đấy là lần đầu tiên bạn nói tiếng Việt Có đúng không bạn? Đúng mâm đúng nào? Thì chúng ta thì chả kêu Nhưng mà đi học một ngôn ngữ nước ngoài là muốn nói cái nó phải như Tổng thống Mỹ luôn thì thôi bó tay thì thầy mới bắt đầu áp dụng tư duy là thôi thế mình bình tĩnh mình phát âm từ này nó ngượng mồm thì đến được nhá thì thầy mới phát hiện ra là a b từ này thì mình sẽ phát âm chia nhỏ ra đầu tiên mình phát âm át là chết rồi đây nó có chữ các bạn thử bạn nào làm được như thế bấm số 1 cho thầy nào không làm gì cả chỉ mỗi và có một điều đẳng cấp này có những bạn là còn bảo thầy là em không phát âm là là em em không làm được điều đó luôn thì trong khóa học thì thầy cũng sẽ có những cái cách kiểu như tư duy đa cấp lùa gà mà nhiều bạn lông côm ba lăng nhăng hay cào bàn phím hay nói đấy thì tức là bạn ấy bảo là em không được thì thầy bảo là bây giờ thầy cho em luôn cái điện thoại của thầy cho luôn một con iphone em chỉ phát là được thế theo các bạn bạn làm được không có không có không muốn không nào bạn si còn dài cả thầy vậy mà trước đấy em không làm được thầy ạ nó có điên hết cả người không thì nó phí quá các bạn cứ nghĩ là tiếng anh nó là cái gì nó nhỏ nhoi chẳng quan trọng nhưng thật ra là khi mà bạn biết cái cách này rồi thì bạn biết những câu chuyện rồi bạn vẫn không học tiếng anh thì thầy nghĩ là hoặc là học tiếng anh mà nó vẫn thất bại thì thầy nghĩ là bạn còn thất bại rất nhiều cái khác trong cuộc sống đấy thì thầy trước đấy thì ớt ơ ba lăng nhăng lắm sau khi học được tiếng anh thì thầy thấy cuộc đời thầy thay đổi hẳn chẳng biết nó thành công hay không thì các bạn tự nhận à, tự đánh giá còn với thầy thầy đánh giá là nó quá sướng cho bản thân thầy đấy thì thầy mới bắt đầu là as đó, thì thầy bắt đầu đến cái cuối cùng này Là chữ này Thì không phải là cờ nữa Nó sẽ hơn là C. Đấy, nó, nó bật ra thế C. Đó, như kiểu bạn Làm cái gì đấy C. Đó Thì theo các bạn, bạn làm được thế không? Bạn nào thử phát âm được là C. Không phải cờ nhá, nó là C. Bạn nào làm được như thế bấm em Em lên cho thầy Cảm ơn Đinh Đức Độ nhá Đấy, thầy bảo Đinh Đức Độ rồi Em sẽ thấy là Em sẽ thấy là cái từ này là có thể dễ với em Nhưng em vẫn phải học để thầy nói những cái để em em sử dụng cái tư duy đấy em em học cái khác em hiểu không? Thế có nhiều bạn lại bảo là gớm thầy uh, cứ như bố đời đi dạy người khác bố đời cái gì tôi tôi, tôi biết thì tôi đi dạy thì tôi vào cứ nói thì thán thiên tôi đang dạy tiếng anh mà tôi đang biết hơn các ông thì tôi tôi, tôi phải bảo được các ông như thế kìa nào bạn nào mà thấy mình phát âm là thì bấm em lên nào rồi ok nào thì bây giờ bạn ghép ba cái vào nhau này nó là ask là a xong sờ xong, xong k nha nào ask ask nào bạn nào làm được thì bấm số 9 lên cho thầy nào ask ask đấy thì là xong rồi thành ra này nói nhiều lần là ask ask đấy đầu tiên nó thô lắm các bạn ấy nó thoải mái đi còn hơn là ông phát ông là ask Thế xong thầy nói vậy đấy, chẳng biết đến một ngày nào thì thầy nói cái các cấu trúc khác chứ. Thế một ngày thầy có thể nói thoải mái là uh, Right now I want to ask you some questions about something, ok? Đây, ngon không các bạn? Ngon bấm ngon nào? Thế còn hơn là uh, I want to ask you some questions about um, uh, something. Chán đời. Rồi từ 3 để hôm khác nha hàng nhá, để mai vào trong ấy đi. Hôm nay chỉ uh, uh, hướng dẫn để uh, các bạn tham dự vào chương trình English Revival thôi. Um, thầy hôm nay thấy rất nhiều các câu hỏi các bạn về tiếng Anh thì thầy cảm ơn các bạn nhé. Thầy sẽ uh, đội ngũ sẽ tập hợp tất cả những câu hỏi đấy và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong khóa học uh, English Revival sẽ giải quyết tất. Đầu tiên là phải có cái hướng học biết cách học làm sao để tự học được một mình sau đó thì thầy giải quyết hết cho các bạn bạn khó từ nào rồi thì mắc ở đâu có những bạn hôm đó lên hỏi thầy thầy ơi làm sao để em có người yêu thầy cũng giải quyết được thì các bạn đồng ý thì bấm đồng ý cho thầy nào đó thì ask đấy thì bây giờ các bạn lại thấy dễ rồi đúng không tất cả đều bấm số 9 nhưng mà để im nhá tất cả đều bấm là à, đều bảo là em không làm được thì đấy là cái mà thầy tự hào với bản thân là thầy có thể truyền cảm hứng, thầy có thể thấy cho các bạn thấy là à, mình cũng có thể làm được điều này điều kia, đặc biệt với tiếng Anh và đặc biệt này, thầy không bao giờ, thầy là một người rất thực dụng. Thầy lên dạy tiếng Anh đến cái thời điểm ban đầu thì thầy cứ đếm like tức là xem có nhiều like lượt like lượt like, like chia sẻ rồi thì xem mình có được ai biết đến không á. Nhưng đến thời điểm này thì thầy may mắn là có cộng đồng học viên cũng như cộng đồng tự học lớn rồi cũng như các bạn ủng hộ thầy này thì thầy cũng chẳng chẳng phải đếm nữa và thầy chỉ tập trung vào sự thực dụng. Nếu thầy không thể làm thay đổi được uh, cái tiếng Anh của các bạn, không cho các bạn một cái hướng đi được thì gần như là thầy không thích dạy luôn các bạn ạ. Tức là lên hôm nay mà chỉ hướng dẫn cho các bạn phát âm được phát âm được cái từ three, tức là số 3 thì thầy cũng không không muốn làm. Làm xong thì đến hôm khác bạn này phát âm chứ There Cũng sai Tức là cái Rồi thì thank you Cũng sai nốt thì Thôi Tức, tức là bạn chỉ học được một từ thì thầy 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 chẳng ấy Thì có nhiều bạn nói thầy là Ô Tức là chỉ xem một đoạn ngắn ngắn đó, Bảo thầy ông này dạy Tiếng Anh này dạy từng từ Nhưng mỗi từ thầy luôn luôn kèm một cái tư duy gì đấy Để các bạn có thể áp dụng được mà Thì cái đấy thầy rất tự hào nhé Thì uh, sẽ hẹn gặp lại các bạn Ở trong khóa học của chúng ta Ok không các bạn Đúng rồi, học cách học mới quan trọng anh, Ph anh Phan Văn Cương nhá. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc buổi livestream này ở đây.